Có người thích Marvel, có kẻ thích CD, có kẻ thích DC. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi cả hai hòa trộn làm một? Rắc thêm một chút nước Mỹ, một thìa body Samsung, ba chén máu và một đống phấn. Hãy cùng đến với một siêu phẩm phá vỡ mọi rào cản và khiến cho khán giả không thể kìm nén được. The Boys. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Ngáo. Và bây giờ là kênh Ngáo, nhà mình là kênh Ngáo rồi đó mọi người. Và đến với chúng ta ngày hôm nay cũng chính là một vị khách mời mê phim quay. Ủa anh cầm cái đèn pin chi vậy anh? Bởi vì chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ rất là dark. Và để xua tan cái câu nói đùa thú quắc này thì chúng ta cùng đến với 5 câu hỏi thú vị hơn của chương trình. Chỉ cần trả lời đúng 3 câu thì loài chó sẽ gọi anh bằng ông nội. Chúng ta cùng đến với nhanh như chó. Câu hỏi đầu tiên, bài hát The Boys là do ai thể hiện? Ủa bài hát là soundtrack hết, đâu có bài hát nào đâu, ta đâu có nhạc không, thêm là không ai thể hiện hết. Đáp án là SNSD. Ủa cái này đâu có phải là... Câu hỏi thứ hai, nếu bộ phim ra mắt 10 năm sau thì sẽ có tên là gì? 10 năm... The Ten. Sao? Đáp án là The Man. Thì boy thì 10 năm sau lớn lên thành men. Hiểu mà, hiểu. Câu hỏi thứ ba, nếu có phần tiền truyện kể về cuộc sống của các siêu anh hùng trước kia thì bộ phim sẽ có tên gì? Nữa hả? The Baby. Sai. The Worm. Sai. The Sperm. Sai hết. Đáp án chính là... Má sàm chó, tôi không chấp nhận. Ok, bởi vì khách mời không chấp nhận là mình ngu cho nên chúng tôi sẽ đổi câu hỏi. Câu hỏi được đổi có nội dung như sau. Câu hỏi thứ tư, Doraemon là nhân vật của ai? Fujiko Fujio của Nhật Bản. Không chính xác, vậy là vẫn không nhanh bằng chó. Ê, ủa không phải hả? Chứ cô ai? Khá là buồn, nhưng mà quan trọng là cũng vui đúng không? The Sperm. Không chần chờ gì nữa, chúng ta cùng đến với phần tiền truyện của bộ phim Gái già lắm chiêu, Trai trẻ lắm trò, The Boys. Đối mặt với nó. Bây giờ đã có em rồi, sẽ không còn con bảo nào có thể vật ngã được anh nữa. Vậy bộ phim này là về cái gì? Sẽ là về các siêu anh hùng. Chủ đề này ăn tiền lắm, bây giờ ai mất dạy. Là sao anh? Trong thế giới này thì các siêu anh hùng được xem như là celeb, được truyền thông chú ý. Trong đó nổi bật nhất là một nhóm siêu anh hùng được quản lý bởi công ty The Vault. Nhóm này có tên là The Seven, bao gồm 7 thành viên. Vậy đây là phần phim tài liệu về BTS. Hả? Không phải, là siêu nhân thật nha. Họ là nhóm gồm những siêu anh hùng ưu tú nhất. Ok, ưu tú vậy giống Illuminati không? Không, nhưng mà sống đủ lâu để khóa mỏ mà nữa. Rồi team này có ai? Đứng đầu team là Homelander. Homelander, thằng cha này có siêu năng lực buôn bán nhà đất. Không, anh ta có siêu sức mạnh, khả năng bay và bắn laser từ mắt. Rồi tôi biết anh muốn nói gì rồi, giống Superman phải không? Cái này anh nói nha. Rồi còn ai nữa? Người thứ hai là Maeve, cổ siêu khỏe chặn được xe tải luôn. Nãy cái kia tôi không nói những cái này Wonder Woman. Không. Mẹ này bá nghiện rượu với lại có chơi ô môi nữa. Ok, không phải nha. Rồi còn có ai nữa? Tiếp theo là The Deep, anh ta có thể nói chuyện với các sinh vật biển. Và làm tình với chúng. No, không phải Aquaman. Rồi còn có A-Train, thằng này chạy siêu nhanh. Nhưng mà nó da đen. Chạy được. Ủa khoan, ý anh là nó chạy nhanh là tại vì nó da đen hả? Tôi không có phân biệt chủng tộc nha. Nhưng cái phim thì chắc chắn có đúng không? Tất nhiên rồi, đen tối lắm. Mà nhắc tới đen tối thì mình còn có Black Noir. Tôi nghĩ nhân vật này chắc không phải da đen đâu ha. Ủa mà tiếng Anh black lại nghĩa là đen, mà còn noir trong tiếng Pháp cũng có nghĩa là đen. Vậy là nghĩa thằng này là đen đen ha. Nó đen thùi lùi luôn rồi, nó không có nói gì hết. Ok, Batman phiên bản câm sắp có đủ tim rồi đó. Có cả Translucent, bạn này thì có khả năng tàng hình và da thì cứng như kim cương vậy. Tôi hỏi thiệt là anh có coi cái phim Liên minh công lý chưa anh? Rồi, công nhận là mấy cái thằng này hơi có giống bên DC thiệt. Nhưng mà bộ phim này sẽ đánh mạnh vào chính trị, vào bình đẳng giới, vào phân biệt chủng tộc và bất công xã hội đủ thứ hết. Nghiêm trọng ha. Để tôi đoán coi, thằng cuối cùng là nửa người nửa robot nè. Sai, là Lam Lighter, một người chơi hệ lửa. Nhưng mà thằng cha này về hưu rồi. The Seven tuyển thành viên mới bằng một trong các nhân vật chính, Annie, biệt danh cô là Starlight. Năng lực của cổ là gì? Cổ cũng có sức mạnh vượt trội, đặc biệt là điều khiển năng lượng điện và làm mù mắt người khác. Giống như cái cách mà mẹ anh kéo rèm sáng trưng để đánh thức anh mỗi sáng chủ nhật đó hả? Trời ơi mà. Rồi ví dụ không có điện xung quanh thì sao anh? Thì cổ không thể hấp thụ được gì hết chứ sao? Tụi nhỏ này mở Bắc Triều Tiên ban đêm là vô dụng lắm nè.
cái này hơi chính trị rồi nha. Ủa chứ không phải phim mình nặng chính trị ha? Thì cũng có, nhưng mà cũng có chủ đề Zero to Hero nữa. Như thế nào? Nhân vật chính của chúng ta là Huey. Anh ta là một thằng hèn vô tích sự, chẳng làm được trò trống gì cả và luôn bỏ cuộc. Ủa bình tĩnh anh, có cái gì mà anh chửi nhân vật dữ vậy? Không anh, cái này chính thằng bố của nhân vật còn nói vậy mà. Đồ ngu, đồ ăn hại, cút mẹ mày. Ok, vậy thì được. Rồi sao? Thằng cu và bạn gái đang hung nhau thì bị A-Train tông banh xác. Nhân vật chính gì mà chết lẻ vậy? Banh xác bạn gái thôi, cái này mới bắt đầu thôi, anh cứ từ từ cảm nhận hả. Sau đó thì Huey gặp Billy Butcher. Ủa nhìn giống con của Wolverine với lại Black Shelton ha. Siêu năng lực của ổng là gì anh? Siêu năng lực của ổng là siêu ghét Homelander. Hả? Tại vì Homelander đâm chết cô vợ Becca của ổng, cho nên ổng bắt đầu lập team The Boys để xử lý đám anh hùng mất dạy kia. Tôi khoái coi cái phim mà có hai team đối đầu nhau lắm nè. Vậy rồi The Boys có ai nữa? Đầu tiên là một anh chàng đẹp trai hình như là người Pháp, có tên là Sergi. Biệt tài là buôn bán vũ khí và nấu ăn. Ý anh là anh có thể nấu đồ ăn để chút thuốc độc đối phương hả? Không, chỉ nấu ăn ngon thôi. Ok. Người thứ hai là Marvin, biệt danh là Mother's Milk. Mother's Milk. Thằng cha này là tốt nhất cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đúng không anh? Ừ, thứ mà hồi đó anh không có uống á. Rồi thằng cha này có gì đặc biệt? Ổng đặc biệt ngọt với bạn gái. Ủa rồi ngoài cái năng lực siêu ảo tưởng thì có ai trong team này thật sự hữu dụng không anh? Có, sau này team có thêm Kimiko, cô bé này có siêu năng lực và khả năng phục hồi rất là nhanh. Cuối cùng cũng có một đứa có tiếng nói trong team. Con nhỏ bị câm á. Thôi kệ, ít ra thì nó có ít. Rồi team này đánh Homelander như thế nào anh? Họ bắt cóc Translucent và cho con cha này nổ banh xác. Ủa kiểu gì, hồi nãy anh nói là da ảnh cứng như kim cương mà. Lớp bên trong thì không, cho nên là họ mới nhét bom vào lưỡi đít của con chả và... Ủa nhưng mà cái da của ảnh vẫn là cứng như kim cương mà. Tức là nếu mà nổ bên trong thì nội tạng ảnh nổ thôi, chứ rồi nó chảy từ từ ra từ lỗ ít thôi, chứ làm sao mà nguyên cái xác nó nổ tanh bành được. Cũng đúng, nhưng mà đây là một cái show mà người ta khán giả muốn coi cái sự tởm lợm á, cho nên là cho nổ banh bét hết luôn ha. Ok, coi như là biên kịch cho Translucent một cái kết không có hậu á. Trong lúc đó thì Starlight đã bắt đầu nhận ra những cái mặt tối của The Seven, thậm chí The Deep còn tuột quần gà phịch cô luôn. Vậy là Starlight phát hiện là The Seven không vĩ đại như mình nghĩ, mà thứ vĩ đại duy nhất mà cô thấy là con stream của thằng The Deep. Thì đó, sau đó thì The Deep bị đình chỉ. Starlight thì gặp Huey, hai người nảy sinh tình cảm và Starlight giúp Huey lấy thông tin bí mật của The Vault. Bí mật gì đây? Tức là The Vault giống như là Disney đúng không? Muốn tìm cách moi tiền và tăng giá cổ phiếu đồ. Thiệt luôn. Thì The Vault dùng một thứ gọi là hợp chất vi để tạo ra các siêu anh hùng, mà thậm chí là tạo ra các siêu khủng bố để các siêu anh hùng có thể chống lại, khẳng định tầm quan trọng của họ trong cộng đồng. Tức là tự tạo ra cầu để kiếm cớ cung đúng không? Hả? Chứ Apple lấn sân qua phim ảnh luôn hả? Trong lúc đó thì Billy gặp founder của The Boys là Grace Mallory, thì biết là Homelander có quan hệ tình cảm với quản lý của The Vault là Madeline Stilwell. Sao tôi có cảm giác như Homelander muốn tranh giành bình sữa của con bả vậy? Thì ai mà chả cần sữa mẹ. Vậy là Homelander cần Marvin. Hả? Hả? Mệt quá, nói chung là tại vậy cho nên là Billy đã bắt cóc Madeline để đe dọa Homelander. Trời, Billy chơi ác đánh bom nguyên cái trụ sở Vinamilk của thằng nhỏ. Nhưng mà Homelander éo sợ giết bà luôn. Ủa cái gì vậy, cái thằng bất hiếu này? Tại vì Homelander phát hiện ra là vợ của hắn còn chưa có chết và đang sống với con của hắn nữa. Vợ hắn tức là vợ của con cha Billy rồi đúng không? Rồi có con luôn. Lúc đầu anh nói đâm á, tôi tưởng là đâm để cướp đi sinh mạng, hóa ra là đâm để tạo thêm sự sống. Cho nên là Billy thấy vô vọng quá, kích nổ, tự sát luôn. Nhưng mà Homelander méo cho anh chết dễ dàng như vậy, cho nên cứu anh ta, rồi bay tới chỗ vợ của anh là Becca và con trai hắn là Ryan. Ok, Ryan này sao? Thằng bé này hơi bèo cho nên là nhà sản xuất đổi diễn viên khác rồi. Hả? Ủa đúng luôn nè. Nhưng mà ý tôi là cái nhân vật Ryan này nó như thế nào á cha nội? Thằng cu này có tiềm năng giống bố nhưng mà chưa có quen với lại sử dụng sức mạnh, cho nên là bị cha quăng xuống đất dập mặt. Con thua cha lại biết nhà này không có phúc rồi. Trong lúc đó thì A-Train bị đuổi ra khỏi hội vì chơi đồ quá liều rồi yếu, nên là CEO của Vault là Stan Edgar cho Stormfront thay thế. Năng lực của má này là gì? Siêu năng lực và điện và có thể chịu nổi những cú đâm của Homelander. Đâm ở đây á là... Ok, rồi còn The Boys thì sao? Họ vô tình tóm được Lam Lighter và nhờ ổng làm nhân chứng chống lại Vought ở ngoài tòa đó. Nhưng mà vì một lý do gì đó thì ảnh tự thiêu rồi. Ủa thằng cha này hệ lửa mà sao bị thiêu anh? Ổng điều khiển được lửa thôi chứ không có chịu được lửa. Không hiểu sao lúc đầu thằng cha này vô được The Seven luôn. Sau đó họ nhờ một ông tiến sĩ ra tòa làm chứng, nhưng mà chưa kịp làm gì thì đầu ổng nổ tung luôn. Rồi xong mới phát hiện con gái nuôi của Edgar là Victoria Newman chính là thủ phạm. Bây giờ thì mọi người đã biết Victoria's Secret là gì rồi ha. Thì đó, sau đó thì The Boys đã dụ dỗ A-Train lật tẩy Stormfront để anh có thể trở lại The Seven. Stormfront bà mắc tội gì á?
Bà thật ra không trẻ như khán giả thấy. Vậy mẹ này nói dối tuổi tác thôi hả? Ừ. Thì cũng giống như nhiều phụ nữ khác thôi mà, có gì đâu bóc phốt ta kỳ anh. À, không không, thật ra là bà già lắm rồi, bà già dữ lắm á. Nói chung là bà sống từ thời xa xưa rồi, một đi cái điều mà quan trọng nhất á là bà theo chủ nghĩa thượng đẳng và ủng hộ Hitler. Oh, this Nazi bitch. Mọi người đừng có quên đăng ký theo dõi Đờn Áo để thường xuyên cập nhật những thông tin giải trí thú vị. Tiện tay á, gõ luôn cái chuông kế bên nữa chứ hả?